Quang Hải thừa nhận cực sốc bị cô lập tại Pau FC, huấn luyện viên Thorop bất lực, người hâm mộ ném đá. Chuyển đến Pau FC trong mùa giải Ligue 1 năm 2022-2023, Quang Hải vẫn chưa thật sự thể hiện được hết khả năng của mình. Một trong những lý do bắt nguồn từ việc tiền vệ mang áo số 19 chưa thể tìm được một đối tác ăn ý ở trên hàng công. Quang Hải có phong cách chơi bóng nhanh và thực hiện nhiều đường truyền mang tính đột phá, tuy nhiên tiền đạo Maron thì lại quá chậm chạp để chuyển hóa thành cơ hội. Vị huấn luyện viên trưởng đã phải đưa về sân Nusskam, trung phong Mohamed Chatara. Dẫu vậy, cựu cầu thủ của Lyon thì vẫn chưa có những màn trình diễn đủ thuyết phục. Nhìn lại công tác tuyển trạch của Pau FC vào hồi mùa đầu giải, người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi mà đội bóng vùng Tây Nam nước Pháp đã bỏ lỡ rất nhiều những sát thủ khét tiếng tại Ligue 2. Đầu tiên là tiền đạo Zakaria Naji, chân sút này đã bị Pau FC thanh lý ngay trước thềm mùa giải này. Nhưng giờ đây, anh là vua phá lưới tại Ligue 2 trong màu áo của Lavan. Zakaria đang đạt hiệu suất ghi bàn vô cùng ổn định sau khi có cho mình 4 bàn thắng sau 4 lần ra sân. Bên cạnh Zakaria thì đội bóng của Quang Hải cũng đã bỏ lỡ một cầu thủ khác, đó chính là Isidi. Anh vừa bị Pau FC thẳng tay thanh lý với mức giá là 500.000 euro. Nhưng giờ đây anh lại đang bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng cùng với Ken. Isidi hiện đang là sở hữu một bàn thắng và một kiến tạo. Ngoài ra một cái tên khác bị Pau FC bỏ rơi, đó chính là Lamine Yiyi. Anh cũng đang có một phong độ tốt nhất với một bàn thắng và hai đường kiến tạo trong áo của Messi. Có thể thấy Pau FC đã có những lựa chọn sai lầm trong công tác tuyển trạch. Nếu như mà những cái tên kể trên được đội chủ sân Nusskam trọng dụng, giờ đây Quang Hải đã có thể được chơi cùng với những đối tác chất lượng hơn. Trên thực tế, nhìn nhận một cách khách quan, bên cạnh việc thiếu đi những đối tác ăn ý, Quang Hải cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn. Nhìn vào sự thích nghi vô cùng tích cực của tiền vệ mang áo số 19, người hâm mộ đang rất cực kỳ kỳ vọng vào Quang Hải sẽ tỏa sáng trong những trận đấu sắp tới của Pau FC. Đánh giá về Pau FC hay là Quang Hải sau 4 trận đấu quả thực là quá sớm. Ngay từ đầu, tất cả đều hiểu Pau FC chỉ là một câu lạc bộ trung bình ở Ligue 1 của Pháp. Nhưng mối quan tâm quá lớn vì sự có mặt của Quang Hải đột nhiên là nâng tầm họ. Những mong đợi về mùa chuyển nhượng của đội trở nên là nghiêm túc. Dù biết ngân sách của đội bóng một vùng Tây Nam nước Pháp thì không mấy là khả dư. Nếu có thể, họ đã mang về cả thế giới cho sân Nusskam để phục vụ cho việc học hành của Quang Hải. Nếu như so sánh Pau FC, thậm chí thì còn kém với các câu lạc bộ ở V-League, thật sự là khập khiễng. Việc bình luận phán xét lối chơi tập thể và cách chơi cá nhân của đội bóng này, phần nào đó cho thấy chúng ta đã đánh giá quá cao về khả năng của Quang Hải ở môi trường chưa phải là đỉnh cao nhất của bóng đá Pháp. Kể từ khi gia nhập đội bóng Pau FC, Quang Hải được vị huấn luyện viên trưởng ưu tiên sử dụng ở vị trí tiền vệ công sở trường. Nhiệm vụ của cầu thủ sinh năm 1997 là làm cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công, đưa ra những pha kiến tạo cơ hội cũng như là mạnh dạn đột phá và dứt điểm. Dẫu vậy, những gì mà Quang Hải đang thể hiện cho tới lúc này khiến cho người ta cảm thấy anh chưa thật sự bung sức. Quang Hải vội vàng đưa bóng cho đồng đội thay vì sự tự tin cầm bóng, xử lý qua người như là thời thi đấu ở V-League hay là cùng với đội tuyển Việt Nam. Sự chính xác cũng vì thế mà không cao. Chứng kiến Quang Hải thi đấu ở 4 trận vừa qua của Pau FC, người hâm mộ tỏ ra khá là quan ngại. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Sĩ Tuân, một cổ động viên Việt Nam sinh sống tại Pau, khi được hỏi về Quang Hải, những cổ động viên người Pháp lâu năm của Pau FC nhận xét tuyển thủ Việt Nam của họ thì cần chơi bóng mạnh dạn và máu lửa hơn. Họ mong muốn Quang Hải chơi máu lửa hơn cả về tinh thần và phong cách trên sân, không cần phải nhún nhường quá, nhút nhát khi ở trong một tập thể mới. Quang Hải cần mạnh dạn, quyết tâm hơn, kể cả khi đủ bản lĩnh để có thể gây gổ với đối phương khi bị phạm lỗi. Với kỹ năng xuất phạt, Quang Hải thậm chí có thể tranh giành với đồng đội để thực hiện những pha dứt điểm cầu môn tạo cơ hội ăn bàn. Cậu ấy nên tự tin cầm bóng và dứt điểm khi ghi bàn chứ không bắt buộc là phải chơi lùi sâu, kiên thiết trong bối cảnh các tiền đạo của Pau FC yếu kỹ năng săn bàn. Quang Hải không nên e dè về điều gì cả, cậu ấy phải chơi bóng sung hơn và tính cách thì cũng phải máu lửa hơn, dám thể hiện mình và cái tôi của mình. Anh Sĩ Tuân dẫn lời các cổ động viên Pháp. Theo tiết lộ của anh Sĩ Tuân thì người hâm mộ Pau FC vẫn đang dành sự yêu mến đặc biệt cho Quang Hải. Sau trận thua Social khi mà tân binh người Việt Nam vào sân, các khán giả ở trên sân Nusskam đã vỗ tay chào đón nồng nhiệt. Tiếp đó Social trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà Nusskam, Pau FC đã phải đón nhận một thất bại bạc nhược với tỷ số là 0-3. Trong cả trận, hàng công của Pau FC gần như là không thể tạo ra bất kỳ nguy hiểm nào cho khung thành của đội khách. Ngược lại, hàng thủ của đội chủ nhà lại dễ dàng phá vỡ khi mà đối thủ tấn công. Về Quang Hải, ngôi sao của đội tuyển Việt Nam vào sân từ ghế dự bị, chỉ mới 30 phút trên sân, tiền vệ mang áo số 19 đã dễ dàng tạo nên một số điểm ấn tượng. Đây đã là một trận đấu thứ tư của Quang Hải trong màu áo của Pau FC.
trên trang Sofascore. Trong những trận đấu vừa qua thì Quang Hải đạt tỷ lệ người thành công lên tới 100%, đạt tỷ lệ 0,3 lần trên một trận. Tính đến thời điểm hiện tại thì Quang Hải đã được ra sân gần 200 phút thi đấu. Khoảng thời gian có mặt ở trên sân, ngôi sao đội tuyển Việt Nam thì luôn chơi sông sáo và tạo ra nhiều dấu ấn. Theo đó thì Hải Con sở hữu trung bình 17,5 lần chạm bóng trên một trận, 1,3 đường chuyền tạo ra cơ hội trên một trận, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 69%. Tuy nhiên, đáng tiếc là trang này lại cho rằng giá trị tấn công của Quang Hải lại bằng 0. Ở mặt phòng ngự, Quang Hải có một lần cắt bóng chính xác, đạt tỷ lệ tắc bóng thành công là 0,3 lần trên một trận và tranh chấp cũng đạt 0,3 lần trên một trận. Trong các trận đấu, tiền vệ mang áo số 19 được chấm lần lượt các số điểm 6,9, 6,7, 6,7 và 6,4, trung bình đạt 6,67 điểm trên một trận. Đây là một con số không quá cao, nhưng khi so về mặt bằng chung tại Power FC, đó vẫn là một con số chấp nhận được. Hiện tại, Power FC đang lún sâu xuống bảng xếp hạng khi mà chỉ mới có được 2 điểm sau 4 vòng đấu. Rõ ràng, với những sự đầu tư mạnh tay trong mùa giải, Quang Hải và các đồng đội cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tại vòng thứ 5 League 2 thì Power FC sẽ có chuyến làm khách trên sân của Quivili. Đội bóng cũng đang chưa có được thắng lợi nào với 3 hòa 1 thua. Quang Hải sẽ có dịp đối đầu với cầu thủ Việt kiều Justin Bedan Quang Vinh ở bên kia chiến tuyến. Cầu thủ từng mong muốn trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam. Nếu như mà cả Quang Hải và Quang Vinh cùng được ra sân trong trận đấu tới thì đây sẽ là lần đầu tiên hai cầu thủ gốc Việt Nam chạm trán nhau. Bedan Quang Vinh thì gia nhập câu lạc bộ Quivili trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 từ New York Red Bull. Cho đến thời điểm này, ngôi sao sinh năm 1997 đã chơi trọn vẹn trong cả 4 trận đấu cho đội bóng nước Pháp. Quang Vinh trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Sochaux và được đôn lên đội 1 vào cuối năm 2016. Hậu vệ 25 tuổi đã có 69 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Sochaux trong 4 năm. Đến năm 2020, cầu thủ mang hai sóng máu Việt-Pháp đã chuyển sang New York Red Bull. Sau đó thì anh đã trở lại League 2 vào mùa hè 2022. Dù là chưa thể về Việt Nam thi đấu nhưng mà anh được khá nhiều người hâm mộ trên giải đất hình chữ S biết đến. Trước đây, anh từng nhiều lần ngỏ ý muốn được trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Và từng có tin đồn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam lên kế hoạch nhập tịch hậu vệ 25 tuổi. Nhưng cho tới thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có điều gì xảy ra. Dù Quivili đang không có thứ hạng cao tại League 2 nhưng mà về mặt cá nhân Quang Vinh vẫn đang chơi ổn định và nhận được sự tự tin của ban huấn luyện.